Kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Hòa Nhịp Phát Triển để cập nhật những thông tin thời sự từ các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay 30 tháng 4 có những nội dung đáng chú ý. Gần 200.000 lượt khách đến thành phố Vũng Tàu dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Nắng nóng kéo dài, người cao tuổi nhập viện tăng. Du khách hài lòng khi đến với đất đỏ. Tuổi trẻ Long Điền phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn. Quý vị đang theo dõi phần thông tin địa phương trong chương trình Hòa Nhịp Phát Triển, ghi nhận đầu tiên tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thành phố Vũng Tàu đón rất đông khách du lịch. Và từ ngày 27 tháng 4 đến hôm qua 29 tháng 4, Vũng Tàu đã đón 193.000 lượt khách. Công suất phòng của các khách sạn, resort, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố 3 ngày lễ vừa qua trung bình đạt từ 92 đến 95%. Trong 3 ngày từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 4, công tác an ninh trật tự, vệ sinh bãi biển tại thành phố Vũng Tàu luôn đảm bảo, giá cả dịch vụ du lịch cũng được kiểm soát chặt chẽ nên tương đối bình ổn. Cũng 3 ngày qua, lực lượng cứu hộ bờ biển tại thành phố Vũng Tàu đã kịp thời cứu vớt và đưa vào bờ an toàn 6 trường hợp du khách tắm biển bị lọt ao xoáy và bị nước cuốn trôi xa bờ. Trung tâm hỗ trợ khách du lịch đã giúp 6 trẻ lạc về với gia đình. Ban quản lý khu du lịch đã ngăn chặn kịp thời gần 30 nhóm có ý định tổ chức ăn uống trên bãi biển. Các lực lượng cảnh sát của công an thành phố Vũng Tàu được huy động 100% quân số để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay. Ngoài nhiệm vụ điều tiết và tuần tra giao thông, công an thành phố Vũng Tàu còn xây dựng kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, xử phạt những trường hợp đổ xe, chạy xe biểu diễn trên đường phố. Dịp lễ lớn nào cũng vậy. Phòng chống đua xe là một nhiệm vụ không thể thiếu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương. Bởi vì với nhiều tuyến đường giao thông rộng, đẹp, thành phố Vũng Tàu luôn là điểm hẹn của các quái xế. Theo kinh nghiệm chúng tôi thì càng về sau thì một số các cái phần tử, đặc biệt là các cái thanh niên ấy, đổ xe rồi là cố xe từ thì người ta thường là về sau người ta tập trung, tụ tập để mà đua xe. Cũng như là thường gây mất trật tự của an toàn giao thông nói chung. Vì vậy là chúng tôi cũng phải lực lượng phải thường xuyên để triển khai để mà ngăn chặn các cái đối tượng này. Trên những tuyến đường mà thanh thiếu niên thường tụ tập để đua xe như đường Thùy Dân, Hà Đông, Quang Trung, Trần Phú, đường 3 tháng 2, các lực lượng chức năng tuần lưu liên tục để ngăn chặn ý định đua xe trái phép, chạy xe biểu diễn, lạng lách. Nhờ vậy, qua 3 ngày nghỉ lễ, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vũng Tàu khá ổn định, không xảy ra các vi phạm. Tuy nhiên, những trường hợp xe không biển số, xe được đổ lại thì có khá nhiều. Lỗi vi phạm của mình là điều khiển xe mô tô của em á, không gắn biển số theo quy định, không có biển số nha, tự ý thay đổi hình dáng của xe, tự ý thay đổi đặc tính của xe, trong đó là có cái bô xe, rồi xe không có đèn chiếu sáng ban đêm, không xuất trình được giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe của sở trách nhiệm dân sự của xe cơ giới của hiệu lực, rồi tăng vật tạm giữ của em là 01 xe mô tô không gắn biển số. Hẹn em ngày 4/5/2019 em tới số 2 thống nhất công an thành phố Vũng Tàu á, số 2 thống nhất phường 1 thành phố Vũng Tàu để giải quyết. Rồi em vừa làm ký ghi rõ họ tên. Cái bô này to rất là phản cảm, bô nguyên thủy của nó thì không dùng. Đó, này, Hiếu. Qua lễ nhá, ngày hẹn Hiếu ngày 4 tháng 5 Hiếu đến số 2 thống nhất phường 1 Vũng Tàu để xử lý. Trước khi đến á, Hiếu mang theo đăng ký bằng lái này, trả lời đấy. Và thứ hai nữa là gì? Mang cái bô nguyên thủy đến nhá để thay rồi lấy xe về. Những năm gần đây, nhờ công tác trinh sát nắm địa bàn, sự phối hợp chặt chẽ với các địa bàn lân cận và tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, thành phố Vũng Tàu đã làm rất tốt công tác phòng chống đua xe trái phép vào các kỳ nghỉ cuối tuần, các dịp lễ lớn, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương. Thời tiết các tỉnh Nam Bộ vẫn nắng nóng gay gắt và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, nên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiều thời điểm trong ngày nhiệt độ lên đến 39 độ C.
Thời tiết nắng nóng và kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt và nhất là sức khỏe của mọi người. Nhiều người cao tuổi có tiền sử về các bệnh lý hô hấp, tăng huyết áp phải liên tục nhập viện điều trị. Tại khoa tim mạch lão học Bệnh viện Lê Lợi, từ đầu tháng 4 đến nay, số bệnh nhân điều trị nội trú đã tăng gấp 2 lần so với thời điểm tháng 3. Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của những người mắc các bệnh lý về hô hấp như hen suyễn, phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh lý về tim mạch và bệnh tăng huyết áp. Từ đầu tháng 4 đến nay, số bệnh nhân phải nhập viện điều trị tại khoa tim mạch lão học Bệnh viện Lê Lợi tăng gần 40% so với cách đây 2 tháng. Hiện công suất giường bệnh tại khoa lên đến hơn 90%, đến điểm có ngày lên đến hơn 100%. Đến ngày 29 tháng 4, số bệnh nhân phổi tắc nghẽn mãn tính ghi nhận 36 trường hợp, số bệnh nhân rối loạn tiền đình ghi nhận là 20 trường hợp, số bệnh nhân tăng huyết áp là 16 trường hợp, tăng gấp 3-4 lần so với thời điểm tháng 2. Chuyển sang ghi nhận tại huyện Đất Đỏ. Cũng như thành phố Vũng Tàu, tại huyện Đất Đỏ những ngày lễ vừa qua, gần 28.000 lượt khách đã đến tham quan nghỉ dưỡng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách lưu trú gần 4.000 khách. Khu nghỉ dưỡng 5 sao Oceanami có 1.600 phòng. Từ giữa tháng 4, 80% số phòng của khu nghỉ dưỡng Oceanami đã được khách đặt chỗ cho dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Bước vào kỳ nghỉ lễ, công suất phòng của Oceanami đạt hơn 92%. Khu resort Lan Rừng có 200 phòng. Trong các ngày từ 27 đến 30 tháng 4, công suất phòng của Lan Rừng đạt 100%. So với dịp lễ này của năm 2018, lượng khách lưu trú tại Lan Rừng Resort đã tăng gấp đôi. Hầu hết du khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại huyện Đất Đỏ đều rất hài lòng với cảnh sắc thiên nhiên và chất lượng dịch vụ du lịch tại địa phương này. Lần đầu tiên tôi đến cái vùng Đất Đỏ này thì tôi cảm thấy thực sự là cái cảnh ở đây, cảnh vật nơi đây và bờ biển thì tôi cảm thấy rất là hài lòng. Đây cũng là cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 của tôi và gia đình và thực sự là cả gia đình luôn đều rất là hài lòng với cả cái khu resort này luôn và cả cái không khí biển nơi đây nữa. Thấy ở những chỗ này thì rất là tốt, dịch vụ tốt và nhiều chỗ cho em bé chơi nữa, tại vì mình có gia đình đó. Thì mình thường hướng tới những cái chỗ mà có nó rộng rãi, không gian thoáng mát. Khách sạn và dịch vụ đây thì rất là tốt. Từ phòng ốc tới khu ăn uống và tất cả khuôn viên xung quanh thì rất là hài lòng. Đảm bảo cho du khách có một kỳ nghỉ an toàn và ấn tượng tại huyện Đất Đỏ, trước và trong kỳ nghỉ lễ, ban quản lý các khu du lịch địa phương đã liên tục phối hợp với đơn vị chức năng của huyện tăng cường các hoạt động thanh kiểm tra, trong đó chú trọng công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, công tác cứu hộ. Dịp lễ này, ban quản lý các khu du lịch đã tăng cường thêm 4 nhân viên cứu hộ, tăng tổng số nhân viên cứu hộ bờ biển lên 9 người, nhằm đảm bảo không có bất kỳ sự việc đáng tiếc nào xảy ra cho du khách khi vui chơi tắm biển. Ban đã chú trọng cái công tác quản lý an toàn bãi tắm, nhất là các bãi tắm công cộng trên địa bàn huyện. 4 cái bãi tắm công cộng, Ủy ban nhân huyện đã quan tâm cấp kinh phí để hỗ trợ, tăng cường thêm cái lực lượng cứu hộ để cùng cái lực lượng cứu hộ của ban để quản lý an toàn bãi tắm, làm tốt cái công tác cấp cứu thể nạn. Những năm qua, huyện Đất Đỏ đã được tỉnh dành nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp du lịch phát triển, thu hút du khách đến với địa phương. Trên địa bàn huyện Đất Đỏ hiện có 6 khu nghỉ dưỡng, khách sạn đạt chất lượng 4 và 5 sao. Du khách đến với huyện Đất Đỏ đã liên tục tăng trong 5 năm trở lại đây, với mức tăng trung bình khoảng 8% một năm. Thưa quý vị, Đảng ủy phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đây là đánh giá của tổ công tác số 4 Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ thành phố Bà Rịa tại buổi kiểm tra công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 tại phường Long Toàn. Ngay từ đầu năm 2019, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa đã phối hợp với chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức quán triệt, tuyên truyền cho 100% đảng viên và viên chức ngoài đảng về các nội dung. Kết luận số 65 của Ban Bí thư, Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kết luận số 120 của Bộ Chính trị, Nghị định số 04, Nghị định số 60 của Chính phủ, Công văn số 107 của Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ phường Long Toàn còn niêm yết công khai các thủ tục hành chính, danh sách hộ nghèo, các hộ được hưởng các chế độ chính sách theo đúng quy định. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ phường Long Toàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến từng cán bộ, đảng viên, toàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.
tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa vừa tổ chức phát động và ra quân xây dựng tuyến đường Phạm Ngọc Thạch sáng, xanh, sạch đẹp nhằm hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chào mừng các ngày lễ Giải phóng miền Nam 30 tháng 4, Quốc tế lao động 1 tháng 5 và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Tuyến đường Phạm Ngọc Thạch sáng, xanh, sạch đẹp tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa có chiều dài trên 500 m, vừa được nâng cấp mở rộng theo tiêu chuẩn đường đô thị, chạy ngang địa bàn khu phố 4 và khu phố 7 phường Phước Hưng. Trên tuyến đường này có 54 hộ dân sinh sống và 3 đơn vị là bệnh viện mắt, trung tâm y tế dự phòng tỉnh, chi cục thi hành án thành phố. Để xây dựng đường Phạm Ngọc Thạch trở thành tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, phường Phước Hưng đã thành lập ban vận động phường và 3 tổ tự quản thực hiện theo 3 tiêu chí: văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông. Tiếp nối phần thông tin địa phương tại thành phố Bà Rịa sẽ là những ghi nhận về phong trào thể dục thể thao vừa diễn ra trên địa bàn. 62 vận động viên bơi lội thuộc 7 xã phường, đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy, 3 câu lạc bộ bơi lội trên địa bàn thành phố đã tham gia giải bơi lội thành phố Bà Rịa do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố tổ chức. Giải đấu nằm trong khuôn khổ hội thao chào mừng các ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam 30 tháng 4, Quốc tế lao động 1 tháng 5 và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. 62 vận động viên thi bơi tự do với cự ly là 50m. Thể lực và tinh thần thi đấu của các vận động viên đều tốt, không có vận động viên nào bị đuối sức hoặc bỏ cuộc. Đây là dịp để những người yêu thích bơi lội có điều kiện học hỏi kỹ năng, kỹ thuật, nâng cao trình độ bơi lội, đồng thời thúc đẩy phong trào tập bơi lội, rèn luyện sức khỏe, phòng tránh đuối nước ở mọi lứa tuổi. Phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa tổ chức thi đấu giao hữu bóng chuyền hơi nữ giữa đội câu lạc bộ thể thao phường và đội liên quân các khu của phường. Với tinh thần thi đấu nhiệt tình sôi nổi, các đội bóng đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp, hay và đầy kịch tính, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Giải bóng chuyền hơi nữ nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trên địa bàn phường phát triển, đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân trong các ngày lễ lớn của dân tộc. Thưa quý vị, thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, những năm qua, tuổi trẻ huyện Long Điền đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Và mỗi việc làm, mỗi công trình, phần việc của tuổi trẻ Long Điền đã góp phần thắp lên ngọn nến tri ân đến các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, gia đình người có công trên địa bàn tỉnh. Long Điền là một trong những chiến trường ác liệt, cũng là cứ địa cách mạng kiên trung trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Nhiều người con Long Điền đã dâng hiến tuổi xuân, máu xương cho hòa bình độc lập. Trên địa bàn huyện hiện có trên 1.100 liệt sĩ, thương bệnh binh, trên 740 người tham gia hoạt động kháng chiến. Đặc biệt, có 170 mẹ và vợ liệt sĩ đã được phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, phong trào đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên của huyện đoàn Long Điền trong suốt những năm qua. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của đoàn là một trong những cái nhu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện nay, nhằm tăng cường hơn nữa công tác tập hợp, thu hút, giáo dục thanh niên để phát huy vai trò của tuổi trẻ trong lập thân, lập nghiệp và làm giàu chính đáng ngay tại quê hương Long Điền. Để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên cùng hưởng ứng các hoạt động tri ân, Ban Thường vụ huyện đoàn và các cấp đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về truyền thống lịch sử của quê hương, đất nước, gắn công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng năm, để tri ân những người có công, gia đình chính sách, tuổi trẻ Long Điền còn thực hiện những phần việc cụ thể như khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà ở cho đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, dọn vệ sinh, tu sửa, dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thường xuyên làm đẹp cảnh quan nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử. Với bản thân em là một cô giáo, thì em sẽ giáo dục cho học sinh mình cái truyền thống là uống nước nhớ nguồn và cố gắng phấn đấu học tập rèn luyện để xứng đáng là với các công lao của các anh hùng đã ngã xuống vì đất nước chúng ta. Lao động tỉnh Long An
Năm 2018, tuổi trẻ Long Điền đã tham gia chỉnh trang dọn vệ sinh tại nghĩa trang liên huyện Long Điền đất đỏ. Một bác sĩ Phạm Hữu Chí dâng hoa dâng hương tại các phần mộ các anh hùng liệt sĩ nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm. Tặng trên 700 suất quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, lắp đặt ghế đá tại đền thờ liệt sĩ, dọn dẹp và sửa chữa nhà cho hai gia đình liệt sĩ. Thời gian tới, để công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn ngày càng lan tỏa sâu rộng, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Long Điền tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng các mô hình tập hợp đoàn kết thanh niên, gắn công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào lớn của đoàn như năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Thưa quý vị, được xây dựng vào năm 2014, chùa Như Ý ở xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh thường xuyên của người dân địa phương. Câu chuyện về đất và người Bà Rịa Vũng Tàu, mời quý vị cùng tìm hiểu về ngôi chùa này trong phần cuối chương trình Hòa Nhịp Phát Triển. Quần thể chùa Như Ý rộng khoảng 4 hecta, chùa được xây dựng theo phong cách kiến trúc Phật giáo Nam Bộ, thiên về chạm khắc mang yếu tố hiện đại với ba gian. Ở giữa là chính điện, hai bên là văn phòng và trai đường. Chính điện khá rộng, ngoài việc trang trí các bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, còn được chạm khắc các điển tích truyền thống của Phật giáo như Phật Đản Sanh, Phật Giác Ngộ dưới cội Bồ Đề và Phật Nhập Niết Bàn. Hành lang chính điện được bài trí theo phong cách chuông trống Bát Nhã, trống bên trái, chuông bên phải. Phía sau chánh điện bài trí và thờ phụng Tam Thánh Tây Phương gồm Đức Phật Di Đà, Đại Thế Chí Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát. Hai bên có hàng tượng Thập Bát La Hán bằng đá được chạm khắc công phu. Nằm trong khuôn viên chùa Như Ý có hồ Tịnh Tâm rộng khoảng 2 hecta. Bao quanh hồ là 72 pho tượng Phật Quán Thế Âm tay cầm bình nước cam lồ ban phát phước đức cho chúng sinh. Ngoài chức năng là kiến trúc cho cảnh quan của chùa, hồ Tịnh Tâm còn là nơi trữ nước trong mùa nắng và điều hòa khí hậu cho khu vực quanh vùng. Ngôi chùa Như Ý này thì nó là một trong những ngôi chùa được hình thành rất là trẻ so với huyện Châu Đức. Đầu 2013 thì được sự đồng ý của giáo hội cũng như với cấp chính quyền là cho chúng tôi về để nhận ở đây để mà xây dựng. Thì khi chúng tôi về thì trong vòng mấy tháng thì chúng tôi đã làm thủ tục xin phép xây dựng. Và đầu năm 2014 là đặt đá tháng 3, đặt đá xây dựng ngôi chùa Như Ý này. Và sau 15 tháng là ngôi chùa được khánh thành. Và tới ngày hôm nay thì có thể là hoàn tất, có thể được gọi là 80%. Mỗi đợt lễ Tết như Phật Đản, Vu Lan Báo Hiếu, lễ cầu an ngày rằm, chùa Như Ý đều tổ chức các hoạt động thiện nguyện, thu hút rất đông người dân địa phương và khách thập phương tham gia. Phong cảnh ở đây là chùa đây là phong cảnh đây thấy là rất thích. Thầy trụ trì đây là dọn dẹp rồi trang trí là rất đẹp. Ai thấy thì cũng mến, cũng thích đến chùa đây. Đến chùa để mà tham gia tụng kinh rồi lễ Phật, rồi mình lúc nào có Phật tử là tới làm công quả thì mình đến mình nấu ăn. Thì nói chung chùa thì cũng rất là vui, mình tới mình cũng rất là thích. Đó thì tại cái phong cảnh này cũng mát mẻ mà sống chùa ở đây thì cũng rất là nhiều Phật tử thì cũng thích ngôi chùa này cũng đẹp á. Có nét kiến trúc độc đáo trong không gian làng quê yên bình, nhiều người dân địa phương và du khách thường xuyên đến chùa Như Ý để thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên trong lành và cầu mong những điều an lành tốt đẹp trong cuộc sống. Chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.